Lập kế hoạch là một phần quan trọng trong sản xuất và là việc sắp xếp trình tự các nguồn lực trong nhà máy để đảm bảo nhà máy hoạt động với năng suất tối ưu. Doanh nghiệp của bạn đang có nhiều đơn đặt hàng chờ giải quyết. Bạn khá mệt mỏi khi mất quá nhiều thời giờ trong việc lập kế hoạch sản xuất nhưng kết quả vẫn không chính xác. Việc phân bổ thời gian không hợp lý dẫn đến thừa thiếu nguồn nhân lực vận hành. Nhà máy phải tiến hành tăng ca nhưng vẫn không đáp ứng được tiến độ sản xuất. Liệu là nhà máy của bạn có đang vận hành một cách hiệu quả? Giải pháp tối ưu để trả lời cho câu hỏi gây đau đầu này là gì? Câu trả lời chính là ABS, Advanced Planning Scheduling. ABS là ứng dụng cho phép người dùng lập kế hoạch sản xuất nhằm tối ưu hóa nguồn lực hữu hạn để đáp ứng chuỗi cung ứng hàng hóa kịp thời. ABS tập trung vào việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực cốt lõi cho việc vận hành nhà máy sản xuất, bao gồm nguyên vật liệu là nguồn lực trực tiếp cấu thành nên sản phẩm, máy móc thiết bị và nhân viên sản xuất là nguồn lực gián tiếp để thúc đẩy quá trình sản xuất và làm ra sản phẩm. ABS là một ứng dụng của phân hệ sản xuất BS và được phát triển bởi Volume IT Solution, được tích hợp và vận hành trên nền tảng của hệ thống SAP Business One. Với hai nền tảng này, sự ổn định và chính xác của ABS sẽ luôn được duy trì ở mức tối đa và cho người dùng sự yên tâm khi sử dụng. ABS sẽ cho người dùng trình tự lập kế hoạch sản xuất dựa trên hai nguyên tắc chính là Forward, lập kế hoạch sớm nhất có thể, và Backward, lập kế hoạch trễ nhất có thể. Khi tiếp cận bằng Forward Planning, người dùng có thể tùy chọn thời gian bắt đầu thực hiện lệnh sản xuất, nghĩa là sớm nhất có thể, và dựa theo mức độ ưu tiên của từng đơn hàng, miễn là phải diễn ra trước thời điểm giao hàng. Khi đó, hệ thống sẽ tiến hành phân tích, đánh giá và đưa ra kết quả liệu là thời gian bắt đầu sản xuất có bắt kịp thời điểm giao hàng. Trong khi Backwards là nguyên tắc tính toán được áp dụng để lập kế hoạch sản xuất dựa trên thời gian giao hàng đã được xác định trên đơn đặt hàng hay Sales Order. Khi đó, hệ thống sẽ phân tích ngược lại và tư vấn cho người dùng thời gian thích hợp nhất, trễ nhất có thể để thực hiện lệnh sản xuất. Thông tin tư vấn của ABS sẽ được trình bày trên biểu đồ Gantt với cấu trúc gồm 3 nhân tố chính. Dòng thời gian là giai đoạn từ lúc bắt đầu sản xuất đến lúc giao hàng. Nguồn lực tham gia là máy móc thiết bị và nhân công sẽ được sắp xếp một cách có trình tự. Thông tin cảnh báo sẽ được tham chiếu đến việc liệu là tiến độ sản xuất có bắt kịp thời gian giao hàng. Người dùng được yêu cầu đọc và hiểu được kết quả của ABS trước khi ban hành lệnh sản xuất đến các bộ phận có liên quan. Thanh màu đỏ hiển thị trên biểu đồ Gantt cảnh báo người dùng sẽ bị trễ tiến độ sản xuất dựa theo nguồn lực hiện tại của nhà máy. Do đó, nhà quản lý cần đưa ra quyết định phù hợp để giải quyết vấn đề hiện tại mà ABS đưa ra trên biểu đồ Gantt như tăng ca sản xuất, bổ sung máy móc thiết bị hoặc cung ứng đầy đủ nguyên vật liệu đầu vào để lệnh sản xuất có thể bắt đầu được sớm hơn. Từ đó, chúng ta có thể thấy ABS là công cụ quản lý tuyệt vời để giúp nhà quản lý tìm ra và giải quyết vấn đề tồn động tại nhà máy, giảm được rủi ro sai sót, thất thoát nguồn lực trong quá trình vận hành sản xuất, phân tích chính xác kết quả, tư vấn thông tin hợp lý và có ý nghĩa với người dùng. Tự động hóa trong việc sắp xếp mức độ ưu tiên khi sử dụng nguồn lực, hiệu suất sử dụng nguồn lực luôn đạt mức tối đa, kết quả tư vấn được trực quan hóa bằng biểu đồ hình ảnh trang trạng. Từ đó, kế hoạch sản xuất sẽ được lập tự động và cuối cùng ABS có thể linh động đáp ứng trên nhiều kịch bản sản xuất khác nhau từ đơn giản đến phức tạp. Với những thông tin vừa được trình bày, ABS sẽ là công cụ quản trị vô cùng hiệu quả và siêu việt để hỗ trợ người dùng kiểm soát tốt nguồn lực hiện hữu và đưa nhà máy đạt năng suất vận hành tối đa. Một lần nữa, với khả năng linh động được nhiều kịch bản, thao tác đơn giản, hiệu quả khi đưa ra quyết định và ổn định khi sử dụng luôn là những thuộc tính hàng đầu khiến cho ABS có thể thỏa mãn bất kỳ nhu cầu nào từ người dùng. Với ABS, nguồn lực luôn nằm trong tay bạn.